mới quay một tí mình đã hết năm học. Biết bao kỷ niệm ta trải qua, biết bao bài toán gian nan ta đã học. Do biết việc học là một điều không dễ, nhưng mất cả đời để theo được việc học. Để tất cả những gì vẫn còn lại là chút kỷ niệm căn phòng và tiếng tích tắc. Những tiết toán của thầy giáo chủ nhiệm, những công thức mà thầy đã đem mang. Tự mình đề đến công thức lượng giác, những công thức mới nhìn đã hoang mang. Đến với hệ thức lượng trong tam giác, đầu tiên vẫn là trong tam giác vuông. Tam giác ABC vuông tại đỉnh A, lúc đó sẽ có những công thức A bình bằng A nhân C phẩy, cũng như C bình bằng A nhân C phẩy. Với đường cao H ta có A nhân H bằng B nhân C, và một tên H bình bằng một tên B bình cộng một tên C bình. Đến với định lý cosin trong một tam giác bất kỳ, bình phương một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại trừ đi hai lần tích của hai cạnh đó nhân với cosin chính góc xen giữa chúng. Từ đó suy ra công thức A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2BC nhân cos A, suy ra hệ thức cos A bằng B bình cộng C bình trừ A bình trên 2AB cùng với định lý sin trong tam giác bất kỳ. Tỷ số giữa một cạnh và sin của góc đối diện với cạnh đó bằng đường kính của đường tròn ngoài tiết tam giác net diện tích tam giác. Ta có S bằng 4ABC trên 4 nhân n r, hoặc S bằng 1/2AB nhân sin C. Các bài toán về giải tam giác có 3 bài toán cơ bản về tam giác. 1. Giải tam giác khi biết một cạnh và hai góc. Đối với bài toán này ta sử dụng định lý sin để tính cạnh còn lại. 2. Giải tam giác khi biết hai cạnh và góc xen giữa. Với bài toán này ta sử dụng định lý cosin để tính cạnh thứ 3. 3. Giải tam giác khi biết ba cạnh. Đối với bài toán này ta sử dụng định lý cosin để tính góc. Dạ. Tích tắc, cứ ngỡ thời gian nó trôi đi thật nhanh. Không ngờ cứ như gió vụt bay, những lần lên bảng đừng không làm được bài. Mới đó mà đã hết nhuột năm, kỷ niệm còn lại chỉ là những cuộc vui. Công thức ở đấy không biết làm, ôi rồi ôi những kỷ niệm chan chứa. Ôi rồi ôi những kỷ niệm.